Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 7. Ở bài này, cô sẽ hướng dẫn cho các con bài kết hợp hai tay cùng một lúc, đó là The Trombone Player. Bây giờ nhé, cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt phần khóa sau này. 1, 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Rê fa 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 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Rê fa 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 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Ở vị trí này thì hai nốt nhạc được viết chồng lên nhau. Tuy nhiên thì cô phải đọc một nốt trước một nốt sau, do là cách đọc của mình không thể đọc được hai âm vang lên một lúc như mình chơi đàn được. Nhưng khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ hạ lực cho hai ngón tay này cùng một lúc với nhau nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần nốt của khóa pha. Khóa pha thì ở chỗ này, các con nhìn thấy là nốt nhạc rất là giống nhau. Tất cả đều là đố, đố, si, la, sòn. Được lặp lại và kết thúc thì là nốt đô, nốt tròn. Thế còn nhịp thì bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các con nghe nhịp của dòng 1. 1, 2, 3, 4. Đô, đô, si, la, sòn. 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 Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Đến đoạn này thì chúng mình sẽ chuyển sang nốt đô 2, 3, 4. Ngân dài 4 phách. Bây giờ thì các con quan sát màn hình, cô sẽ chơi mẫu cho các con bản nhạc này nhé. Đối với tay phải của bài The Trombone Player sẽ có sự xuất hiện của hợp âm. Và hợp âm ở đây thì có nốt rê và nốt pha sẽ chơi cùng một lúc với nhau. Các con sẽ nhấc tay lên và các con hạ xuống cùng một lúc như thế này. Đây là nốt rê và nốt pha nhé. Tuy nhiên là khi mà mình chơi thì tất cả các ngón tay đều phải nằm ở trong phím đàn, chứ không được rơi ra ngoài. Đó. Bây giờ thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con từng tay. Và tay phải khóa son cô sẽ chơi đầu tiên. 1, 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Mi 2, 3, 4. Fa 2, 3, 4. Fa 2, 3, 4. Fa 4. Fa 4. Mi 2, 3, 4. Phần nốt của khóa son. Tiếp theo thì cô sẽ chơi tay trái khóa pha. Như các con cũng vừa đọc nốt thì chúng ta đã thấy được là tay trái có sự lặp lại rất là nhiều lần. Các ôn nhịp đều có nốt nhạc giống nhau. Thế thì cô sẽ chơi dòng đầu tiên thôi. Và cô sẽ chơi nốt kết cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Đô, đô, si, la, sòn. Do do si la sa, do do si.
con luyện như vậy cho thành thục và kết bài thì chúng ta sẽ thêm một nốt nữa thôi, đó là nốt đô tròn. Rồi sau đây cô sẽ nối lại với nhau như thế này. 2 3 4. Bây giờ phần khó khăn là chúng ta sẽ ghép hai tay lại với nhau. Bây giờ cô sẽ chơi chậm để các con hình dung và nhìn được bản nhạc. Và chúng ta vừa nghe vừa đọc nốt nhạc được nhé. 1 2 3 4. Do do si la sa. Do do si la sa. Do do si. Và tiếp theo thì cô sẽ chơi bản nhạc này với lại nhạc của tốc độ chậm và nhanh cho các con học tập theo nhé. Một, hai, ba, bốn. Bây giờ cô sẽ chơi ở tốc độ nhanh hơn này. 1 2 3 4. Trình bày bài này ở tốc độ nhanh. Các con kiên nhẫn luyện tập bài này nhé. Bài này hơi khó đối với chúng ta một chút. Chúng ta kiên nhẫn sẽ làm được thôi.
Chào tạm biệt các con và cô hẹn gặp lại các con ở bài học sau.